Tới phần B. Thầy bữa nay học tới phần B là phương cách giảng pháp làm sao qua đó người nghe thấy cả giáo pháp và tác giả cùng cao quý. Nên chúng ta học tới phần B. Đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Bữa nay chúng ta tiếp phần B. Phương cách giảng pháp làm sao qua đó người nghe thấy cả giáo pháp và tác giả cùng cao quý. Một có bốn phần nhỏ. Một nhỏ là suy tư về lợi ích của việc giảng pháp. Hai nhỏ là phát triển sự tôn kính thầy và Phật pháp. Ba nhỏ là giảng pháp với suy tưởng và cách ứng xử thế nào. Bốn nhỏ là phân biệt giữa người mà các vị nên hay không nên giảng pháp. Chúng ta đã học một nhỏ rồi, suy tư về lợi ích của việc giảng pháp rồi. Có 20 điều lợi ích. Rồi, ôn lại ai trả bài một nhỏ, suy tư về lợi ích của việc giảng pháp với 20 lợi ích trong việc bố thí pháp. Rồi, chú Đắc Thịnh. A Di Đà Phật, kính bạch trên sư phụ và hiện tại thì chúng con xin trả lời, con xin nhắc lại câu hỏi. Mình có 20 điều lợi ích khi giảng pháp, thường là một là trí huệ. Có tánh, xịt vô. Kéo cái bàn vô chút. Một là trí nhớ, hai là trí thông minh, ba là hiểu biết, bốn là an định, năm là trí huệ, sáu là trí huệ siêu việt, bảy là tham, tám là sân, chín là si, mười là ma quỷ không thể hại mình được, mười một là Thế Tôn sẽ coi mình là một đại tử quý báu, 12 là đáng được bảo vệ. Người đáng được bảo vệ. 13 là mình sẽ thể nhập vào cái giác thể được uy tín và quyền lực. 14 là kẻ xấu không hại được mình. 15 là tình bạn bền lâu. 16 là lời nói có uy tín. 17 là không sợ hãi, tâm không sợ hãi. 18 là niềm vui tràn đầy. 19 là vượt bậc trí tuệ, trí ngợi, khen và tán thán. 20 là bậc cao minh khen ngợi. 20 là mình là một món quà ý nghĩa để lại cho đời sau. Bây giờ mình bố thí pháp á, là một món quà chứ không phải con là món quà. Cái giáo pháp mà mình bố thí á, nó biến thành một món quà cho thế hệ đời sau. Người ta biết ơn tới mình. Khi người ta học, người ta biết ơn tới mình. Hai nhỏ là phát triển sự tôn kính thầy. Thầy đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và giáo pháp. Rồi, chú Độ. Phát triển về sự tôn kính thầy là khi chúng ta nói pháp, chúng ta phải ngồi trên tòa giảng cao. Khi chúng ta nói pháp là trong tâm chúng ta luôn nghĩ về Phật. Chúng ta luôn tôn trọng pháp. Vì Phật cũng tôn trọng pháp. Đó. Nè. Nghĩa là làm sao để thể hiện được cái phẩm chất cao quý. Phẩm chất cao quý để nhớ đến Đức Phật.
có một cái từ tâm. Vậy thì mình nhớ đến Đức Phật, mình nhớ đến cái phẩm chất cao quý của giáo pháp, thì từ đó đó là mình biết rằng Đức Phật á, mang cái tâm cao quý để Đức Phật đem chánh pháp truyền bá, thì mình phải đem bằng cái tâm cao quý của mình để truyền bá chánh pháp, nghĩa là lưu xuất từ cái tâm cao, cái phẩm chất cao quý, chứ không phải là mình tỏ lòng kính trọng giáo pháp và kính trọng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy của chúng ta. Nhưng mà trong đó đó, giáo pháp của mình mà muốn nói cho người nghe đó, thì giáo pháp đó là giáo pháp mang một cái phẩm chất cao quý, nó lưu xuất từ tâm của Đức Phật, từ cái tâm từ, tâm bi và tâm giác ngộ của Đức Phật. Rồi, ba nhỏ: giảng pháp với suy tưởng và cách ứng xử. Thì hôm qua chúng ta học được một đoạn thôi, bữa nay chúng ta lại lặp lại, học tiếp. Về phần suy tưởng thì phát huy năm điều tâm niệm được đề cập trong Hải Huệ Vấn Kinh. Hãy nghĩ mình chính là thầy thuốc, giáo pháp là thuốc men, người nghe là người nghe pháp, người nghe giáo pháp là bệnh nhân, và Như Lai chính là đấng toàn hảo, và ước mong cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Đó, năm điều đó. Vun đắp tình thương cho tất cả mọi người cùng vân tập nghe pháp, bỏ đi lòng ích kỷ muốn hơn người. Cái điều này á, giảng pháp với suy tưởng, là suy tưởng là bỏ đi lòng ích kỷ muốn hơn người. Sự lười biếng ngần ngại, sự chán nản mệt mỏi do sự giải thích được lặp đi lặp lại nhiều lần, tự ca tụng mình và nêu lỗi của người, hà tiện về việc giảng pháp. Những cái điều này đó là phương pháp suy tưởng, có nghĩa là ta suy nghĩ về cái phương pháp, hay là ta giảng pháp với cái tư tưởng như vậy, và cái cách ứng xử như thế nào. Như vậy chúng ta giảng pháp với cái suy nghĩ ta là thầy thuốc, người nghe là bệnh nhân, giáo pháp được cho là thuốc, và luôn nghĩ đến Đức Phật và mong cho chánh pháp được trường tồn. Như vậy thì vậy là người nói và người nghe đều là đệ tử Phật, đều biết ơn Phật, đều nghĩ đến Như Lai là một đấng hoàn hảo, mà người nói vẫn hoàn hảo trong cách nói, và người nghe vẫn hoàn hảo trong cách nghe, và chúng ta mong rằng cho chánh pháp này được trường tồn sương minh. Ước mong được vun đắp cái tình thương cho tất cả mọi người cùng được nghe pháp. Đó. Mà muốn ước mong như vậy thì làm sao? Những cái điều nè: bỏ đi lòng ích kỷ muốn hơn người, bỏ đi sự lười biếng ngần ngại, bỏ đi sự chán nản mệt mỏi do chúng ta thường lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta bỏ đi cái sự chán nản đó, mà chúng ta phải lặp đi lặp lại để chi vậy? Để cái người nghe đó, người ta hiểu bài. Chứ chúng ta đừng có nói là lặp đi lặp lại nhiều lần rồi nó chán nản, là chúng ta lại không lặp đi lặp lại. Chúng ta thuyên, chúng ta nói mà người khác không kịp nghe và cũng không kịp hiểu luôn. Vậy là nó phung phí. Cũng giống như là mình nói mà cái người bệnh á, người ta không hiểu được, người ta phải hỏi lại nhiều lần. Rồi, tự ca tụng về mình và nêu lỗi của người thì điều này nên bỏ đi. Cái chữ từ ngay cái chỗ bỏ đi á, cái từ bỏ đi á, bỏ đi lòng ích kỷ muốn hơn người. Một là bỏ đi lòng ích kỷ muốn hơn người, hai là bỏ đi sự lười biếng. Đó, cái đó là cách ứng xử của chúng ta. Bên trong chúng ta bỏ đi lòng ích kỷ muốn hơn người, hai là bỏ đi sự lười biếng ngần ngại, nghĩa là giống như hồi nãy là nếu làm biếng là không học rồi. Thứ ba là bỏ đi sự chán nản mệt mỏi do sự giải thích lặp đi lặp lại nhiều lần.
chúng ta vẫn phải bỏ đi sự chán nản mệt mỏi đó. Thứ tư là tự ca tụng mình và nêu lỗi của người, thế thì bỏ những bỏ cái mà khen mình trên người. Thứ năm là bỏ cái hà tiện về việc giảng pháp. Hà tiện có nghĩa là không muốn nói ít thôi, ngần ngại cái việc nói, sợ mở miệng ra nói. Bây giờ này á, là giảng rồi kêu cầm micro nói lại thôi cũng hà tiện nữa, không biết gì nói cả. Và quan tâm đến vật chất như thức ăn hay áo quần, người có quan tâm hay là nên bỏ? Bỏ. Sáu, bỏ đi sự lưu luyến, sự quan tâm đến vật chất như thức ăn hay là quần áo. Rồi, sáu cái điều nên bỏ đi. Nghĩa là chúng ta giữ năm cái điều tâm niệm và bỏ đi sáu việc, để làm sao ta vun đắp cái tình thương cho tất cả mọi người cùng nghe pháp được. Muốn cho mọi người nghe pháp được thì ta bỏ đi sáu thứ. Một, lòng ích kỷ, muốn hơn người. Nghĩa là mình muốn hơn người ta là lòng mình ích kỷ rồi đó. Nghĩa là mình tự cho mình nghĩ là mình sẽ hơn người khác thì là lòng đó là lòng ích kỷ, bỏ đi. Thứ hai là bỏ đi sự lười biếng ngần ngại. Thứ ba là bỏ đi sự chán nản mệt mỏi do lặp đi lặp lại nhiều lần. Thứ tư là tự bỏ đi sự ca tụng mình và nêu lỗi của người, có nghĩa là khen mình chê người. Thứ tư là khen mình chê người. Thứ năm là bỏng sẻn hà tiện về việc giảng pháp. Bỏng sẻn hà tiện về việc giảng pháp. Thứ sáu là đừng quan tâm đến vật chất như là thức ăn hay áo quần. Cái việc mà cái phần B này là phần 1 là chúng ta đã nói tới cái việc đó rồi đúng không? Chúng ta giảng pháp chúng ta có chú trọng đến những gì thuộc thế gian không? Lợi nhuận, danh dự và tiếng tâm thì ở đây chúng ta nói là danh lợi, đúng không? Rồi, cô Pháp nhắc lại sáu cái điều bỏ đi và năm cái điều tâm niệm của ta. A Di Đà Phật, Phật kính bạch trên sư phụ cùng đại chúng, con xin nhắc lại bỏ đi năm điều. Một là bỏ đi lòng ích kỷ muốn hơn người, hai là bỏ đi sự lời biếng ngần ngại, ba là bỏ đi sự chán nản mệt mỏi, bốn là sự bỏ đi sự ca tụng của mình, năm là sự bỏ cái đó là khen mình chê người. Khen mình chê. Thứ tư là bỏ đi cái tâm khen mình chê người. Thứ năm bỏ đi sự hà tiện bón xén. Thứ sáu là về việc giảng pháp. Có nghĩa là hà tiện bỏng sẻn về việc giảng pháp, có nghĩa là con không muốn giảng cho ai nghe đó, nó bậy thì nhiều, mà kêu giảng pháp cho người khác nghe thì không có miếng nào hết đó, nó vừa hà tiện vừa bỏng sẻn, bởi vì trong ta không có. Thứ sáu là sự bỏ đi cái nhiều niềm quan tâm về vật chất, quần áo thức ăn. Thức ăn và quần áo. Đúng ra là ăn, mặc, ở, ngủ. Rồi, còn quan tâm đến năm điều là cái gì? Phát huy năm điều tâm niệm. Rồi, cô cô Tuệ Phúc. Nhà kính bạch sư phụ, con xin trả lời năm điều, phát huy năm điều tâm niệm. Một là giáo pháp là thuốc, hai là người nghe là bệnh nhân, ba là Như Lai là đấng hoàn hảo, bốn là giáo pháp trường tồn, năm là vun đắp tình thương mong cho mọi người văn tập để nghe pháp. Rồi, cảm ơn bạn vì bạn nói dư một điều và thiếu một điều.
thiếu một điều rất là quan trọng, không có thầy thuốc. Ta là thầy thuốc. Rồi cô Tuệ Hằng nhắc lại giữa 5 điều tâm niệm và 6 điều bỏ đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin lặp lại thêm 6 điều tâm niệm. 5 điều tâm niệm và 6 điều bỏ đi. 1. Hãy nghĩ mình là bệnh nhân. 2. Hãy suy nghĩ người dạy là thầy thuốc. 3. Giáo pháp được dạy là thuốc chữa bệnh. 4. Hãy suy nghĩ thực hành nghiêm túc là phương thuốc. 5. Là cách thức trị bệnh, là phương pháp trị bệnh. Cái thứ tư á, cái thứ tư thực hành một cách nghiêm túc, đó là phương pháp để trị bệnh. Nhưng mà ở đây á, là bỏ cái đó ra rồi, cho nên chỉ có 5 điều thôi. 5. Nghĩ Như Lai là bậc xuất chúng. 6. Ước mong giáo pháp được trường tồn. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà trong suy tưởng của chúng ta, trong lúc giảng pháp á, trong lúc giảng pháp á, thì trong suy tưởng của chúng ta đó là bỏ đi cái điều thứ tư rồi. Nhưng mà điều thứ tư nó rất quan trọng trong 6 điều tâm niệm. Nhưng mà lúc mình giảng pháp thì ở đây cái phần thứ hai, phần thứ ba nhỏ này nè, phần B này nè, thì lúc mà chúng ta giảng pháp với cái suy tưởng á, thì chúng ta chỉ phát huy có 5 điều thôi. Cái là về phần suy tưởng là phần 1, còn cách ứng xử là ở phía sau. Ở đây đang nói về phần suy tưởng, là khi chúng ta giảng pháp á, với cái suy tưởng, có nghĩa là giờ mình lên pháp tòa nè, thì mình lại nhớ 5 điều. Ta là thầy thuốc, cái người nghe là bệnh nhân. Bây giờ ta làm sao mà ta nói cho bệnh nhân hiểu được á, thì giáo pháp đó đó là thuốc. Còn 6 điều tâm niệm á, là nghĩ tới bệnh nhân á, ta là bệnh nhân. 6 điều tâm niệm thì ta là bệnh nhân, nhưng mà với cái phương pháp và với cái suy tưởng, cái giảng pháp với cái suy tưởng, có nghĩa là giờ sư phụ đang ngồi giảng nè, thì sư phụ suy nghĩ gì? Sư phụ suy nghĩ có 5 điều thôi. Lúc này không có nói là thực hành á, thực hành một cách nghiêm túc á, đó là phương pháp để trị bệnh. Thì ở đây là cái người dạy á, không có ngồi suy nghĩ dạy, mà người dạy suy nghĩ có 5 điều thôi. Còn 6 điều tâm niệm á, là đoạn trước nè. Đúng rồi, 6 điều tâm niệm là việc của tụi con. Nhưng mà sư phụ là người giảng pháp thì sư phụ nghĩ có 5 điều tâm niệm thôi. Do đó là về phần suy tưởng, phát huy 5 điều tâm niệm. 1. Tôi giảng thì tôi là thầy thuốc. 2. Người nghe là bệnh nhân. 3. Cái lời tôi giảng cho quý vị nghe là thuốc. 4. Tất cả chúng ta đều là đệ tử Phật, cho phải nghĩ đến Phật là một đấng hoàn hảo. Và 5 là làm sao cho chánh pháp được trường tồn. Có nghĩa là sư phụ giảng mong cho chánh pháp được trường tồn, quý vị nghe, đem cái lời quý vị nghe đó quý vị đi giảng. Cho nên sau khi 5 điều này rồi thì quý vị phải nên bỏ thầy nè. Muốn cho mọi người về chùa học tu rất là nhiều thì bỏ 5 điều, rồi bỏ 6 điều. 6 điều nên bỏ. Rồi, từ bỏ cái gì? À, bỏ cái tâm ích kỷ là chúng ta cho là mình hơn người. Cầm mic đó lên. Bỏ 6 điều. Danh Phật, con xin nói tiếp bỏ 6 điều. 1. Một là... Bỏ đi. Muốn hơn người. Đấy, lòng ích kỷ là muốn hơn người, chứ không phải ích kỷ là gì. Ích kỷ có nghĩa là chú Độ muốn hơn chú Thịnh, cho nên là chú Độ rất ích kỷ. Hai, bỏ đi sự lười biếng ngần ngại. 3. Bỏ đi sự chán nản mệt mỏi. 4. Tự bỏ đi khen mình mà chê người. Đúng rồi. Bỏ đi hà tiện về việc giảng pháp. 6.
bỏ đi sự lưu luyến thức ăn hoặc quần áo. Rồi, đúng rồi đó. Hãy tâm niệm. Lúc này nè, hãy tâm niệm nè. Sau đó đó, hãy tâm niệm đó. Bây giờ mình lại tiếp tục hãy tâm niệm. Một á, phước báo từ giáo pháp. Phước báo từ giáo pháp là để cho con người, là để cho con và người khác đạt được Phật tánh. Bây giờ chúng ta hãy tâm niệm, có nghĩa là cái người giảng á, sư phụ nè, sư phụ tâm niệm rằng là phước báo từ giáo pháp nè. Phước báo từ giáo pháp là để cho con và người khác đạt được Phật tánh. Có nghĩa là người giảng và người nghe đều đạt được Phật tánh. Chính là điều kiện ưu tiên về an lạc cho mình. Chính là điều kiện ưu tiên về an lạc cho mình. Có nghĩa là mình tự giác, nhưng mà cái tính tự giác đó là mình mong cho mình và người được, mình, người nói và người nghe đó đều đạt được cái chỗ Phật tánh. Thì cái đó là cái chỗ ưu tiên về cái giá trị an lạc cho bản thân mình. Nếu mà mình không có giá trị an lạc đó đó, nghĩa là mình chỉ nghĩ cho mình thôi, thì cái tâm bổn sẻn mình đó, nó sanh ra rồi. Cái tâm mình nghĩ là mình hơn người nó sanh ra là ích kỷ rồi. Mà bây giờ mình nghĩ là làm sao cho mình và người á, phải được cái tâm, phải đạt được cái chỗ Phật tánh đó. Thì cái này là cái giá trị ưu tiên để mang đến cái chị an lạc cho mình. Mình muốn an lạc thì mình phải nghĩ tới ta và người cùng đi trên con đường vui đó. Đây là cái chỗ mà tuyệt vời nhất. Cái chỗ tuyệt vời là không phải ta tu một mình ta, là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Và cái việc tu tập á, là cái việc tăng đoàn, chứ không phải là một mình tu. Rồi bây giờ cái tâm niệm là có nhiêu đó thôi. Bây giờ cái phần y như là phần 2 trong cái mục 3 này đó, là về cách ứng xử. Vì cái mục 3 này có hai phần. Một phần là với giảng pháp với suy tưởng, và phần thứ hai là cách ứng xử như thế nào. Thì cái phần 1 là về phần suy tưởng là chúng ta xong rồi. Thì lúc mà chúng ta phát huy 5 điều tâm niệm và bỏ đi 6 cái sự ích kỷ, lười biếng, chán nản, khen mình, chê người, bỏng sẻn, hạ tiện về giảng pháp, và quan tâm đến vật chất bỏ đi, quan tâm đến cái ăn cái mặc, thì chúng ta hãy tâm niệm phước báo từ cái giáo pháp này nè. Mà nó có được á, là để cho chúng ta nè, để cho người giảng và người nghe, để cho con và tất cả mọi người đều đạt được Phật tánh. Nhớ là đạt được Phật tánh, có nghĩa là ở đây là chúng ta mong gặp gỡ với nhau, mong gần gũi với nhau để phát huy cái Phật tánh của mình. Cô nguyện lại ghế đây ngồi đàng hoàng. Quảng nguyện lên ghế đây, lên cái ghế học sinh ngồi đàng hoàng, không ngồi như vậy. Hãy tâm niệm phước báo từ giáo pháp là để cho con và người khác đạt được Phật tánh. Chính là điều kiện ưu tiên, chính là điều kiện ưu tiên về an lạc cho mình. Có nghĩa là mình muốn an lạc thì mình phải có cái tâm là cái phước báo từ giáo pháp này nó mang đến cho con và mọi người đạt được Phật tánh. Mình phải ưu tiên cho cái việc đó. Có nghĩa là cái tính giác tha của mình, ngoài cái tính tự giác á, thì mình còn cái tính giác tha. Mà chính cái tính giác tha mình nghĩ mình và nghĩ mọi người á, thì mình mới đem đến cái giá trị an lạc ưu tiên nhất cho mình. Bây giờ mình tu riết rồi mình tu có mình, bởi vì sao vậy? Ích kỷ, khen mình, chơi người, nghĩ đến cái ăn cái mặc, rồi bỏng sẻn trong sự chia sẻ Phật pháp, bắt đầu chán nản khi phải nói tới nói lui con việc đó hoài, đúng không? Là sanh ra cái tâm ích kỷ, muốn hơn người khác. Đấy. Như vậy thì tâm đó là xấu hay tốt? Xấu. Bỏ đi cái tâm xấu,
hướng về cái tâm tốt. Vậy thì cái lúc mà mình giảng cho người ta là mình giảng cái cách thực hành luôn chưa? Giảng rồi, cho nên bỏ trong cái 6 điều tâm niệm, nó bỏ đi cái điều đó. Là bởi vì nó ngay chỗ này nè, là chúng ta học để chúng ta thực hành nè. Cho nên việc mà 6 điều tâm niệm á, thì lúc mà chúng ta trở thành người đi giảng pháp á, thì chúng ta còn có 5 điều thôi. Rồi, cái về phần thứ hai á, về cái cách ứng xử, hãy tắm rửa sạch sẽ cơ thể mình. Cái cách ứng xử, hãy tắm rửa sạch sẽ cơ thể mình, rồi thay áo quần sạch, ngồi trên tòa giảng và tọa cụ ở nơi sạch và đẹp. À, cái cách ứng xử có nghĩa là hãy tắm rửa sạch sẽ cơ thể của mình, rồi thay quần áo sạch, ngồi trên tòa giảng và tọa cụ ở nơi sạch và đẹp. Như vậy thì cái cách ứng xử là tự chúng ta phải làm sạch bản thân mình, đúng không? Tự mình làm trong sạch cho mình, thanh tịnh mình, rồi ngồi trên cái tòa cao với cái tọa cụ và cái nơi, cái chỗ ngồi và cái đồ ngồi, đúng không? Cái nơi ngồi và cái tọa cụ ngồi phải sạch và đẹp. À, như vậy tại sao chúng ta phải có một cái cách ứng xử như thế này? Có nghĩa là ta tôn trọng pháp và ta tôn trọng mọi người xung quanh, phải không? À, cho nên là mọi thứ chúng ta phải hiểu cái việc ta tôn trọng với nhau. Trong Hải Huệ Vấn Kinh có đề cập là nếu trì tụng mật chú để trừ ma quỷ thì quỷ và thần của loại quỷ trong vòng đường kính 100 hải lý sẽ không đến được, trăm dặm sẽ không đến được. Nghĩa là ở trong Hải Huệ Vấn Kinh có đề cập là nếu tụng mật chú để trừ ma quỷ thì quỷ và thần của loại quỷ, quỷ và thần của loại quỷ có nghĩa là ở trong quỷ nó có thần, ta gọi là quỷ thần. Trong loại quỷ đó, nó có loại thần của quỷ, hiểu không? Thì quỷ và thần của loại quỷ trong vòng đường kính 100 dặm sẽ không đến được. Ngay cả khi chúng đến được, chúng cũng không thể tạo nên những khó khăn. Vì vậy hãy trì tụng mật chú đó, và rồi thì với khuôn mặt người sáng giảng giải, dùng những thí dụ, lý luận, trích dẫn kinh điển và những phụ thuộc khác để xác minh ý nghĩa. Rồi, sư phụ đọc hết cái này rồi sư phụ trả lời cho con. Sở dĩ mà ở đây chư tổ dạy là con thấy ban kinh sư người ta trước khi lên người ta đăng đàn, người ta chứng tế, người ta trì ấn trì chú, người ta làm cho cái tòa của người ta nó được trang nghiêm thanh tịnh, người ta sái tịnh, người ta kiết ấn, người ta làm, người ta trì chú để cho các loài quỷ nó không đến nó phá cái đàn ra được. Và con là người giảng giải thì con phải tắm rửa cho sạch sẽ, cho nên thân của con là trang nghiêm, quần áo sạch sẽ, ngồi trên tòa cao sạch sẽ và đẹp, trên cái tọa cụ sạch sẽ, có nghĩa là vật chất nó đã thanh tịnh, đúng không? Thân thanh tịnh, vật chất xung quanh thanh tịnh. Lúc đó con trì cái mật chú để cho tâm con được thanh tịnh, giống như hồi nãy sư phụ ra trước khi nguyện hương: tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn, phải không? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Như vậy thì cái mật chú đó là giống như là mật chú trừ quỷ và các loại thần của quỷ, nó không có đến phá rối mình đâu. À,
Để con làm một cái công việc gì đó thì con phải cần cái sự gia trì, mà sự gia trì đó chính là con đang cảm ứng với các vị thiện thần. Mà thiện thần có mặt thì ác thần họ không dám đến. Giống như là con muốn cho cái buổi lễ của con nó không có cái hẹn móc túi chôm chĩa, thì con gọi án mani công an cảnh sát. Thì khi con gọi công an cảnh sát nó đến nó hộ trì cho cái công việc của con thì nó sẽ không có cái loại chôm chĩa móc túi ở trong đây. Con từ bi lắm đúng không? Ở đời này là có người xấu có người tốt không? Bây giờ mà y như con trì tụng mật chú đó đó là trừ ma, có nghĩa là con đang dùng một cái phương pháp là bảo vệ thật tốt để cho cái công việc con làm nó được tốt. Tới đây hiểu chưa? Chứ con mắc mới gì con làm đụng tới quỷ thần mà con có đụng đi nữa đụng được không? Bây giờ mình không đụng tới các anh em xã hội chứ còn mình hơn họ không? Mình hiểu vậy đó. Chứ đâu phải là con người mình hơn các vị thần và các vị quỷ của các vị quỷ đâu. Nó sợ là nó sợ các oai thần đó chứ nó đâu phải sợ mình. Ở đó làm sao con làm hại họ được? Hiểu chưa? Cái gì cũng từ từ nghe không? Hấp tấp quá. Tự nhiên tôi mới nói tới cái chỗ mà trì tụng mật chú để trừ ma quỷ. Như vậy có thể mình đang làm thanh tịnh, có nghĩa là thanh tịnh giữa vật chất, bây giờ thanh tịnh giữa cái đối tượng luôn, đúng không? Như vậy thì thanh tịnh cả đối tượng, có nghĩa là để trì được cái mật chú. Vậy là khi trước khi tụng kinh chúng ta vẫn trì chú, trước khi ngồi thiền chúng ta vẫn trì chú. Vậy thì hồi nãy trước khi mình học mình có niệm Phật không? Mình niệm Phật gọi là niệm Phật cầu gia bị, thay vì mình phải trì chú. Bây giờ mình niệm bổn sư gia hộ cho con, để chính cái năng lực lực bổn sư gia trì cho mình. Vậy thì những người đi trễ hồi nãy không có niệm thì giờ lo mà niệm, chứ không là nó quỷ nó nhập. Thì những người đó đâu có niệm Phật cầu gia bị, thấy không? Cho nên là mình hiểu được cái ý đó ha. Mình hiểu vậy là để sở dĩ mà quỷ và thần của loại quỷ trong vòng đường kính 100 dặm, ở đây để 100 lý, 100 dặm sẽ không đến được. Ngay cả khi họ đến được họ cũng không thể tạo nên những khó khăn. Vậy là chúng ta hiểu rằng là tâm ta không có tương ưng với họ, và ta cũng đã trì chú, ta cũng đã niệm Phật để ta cầu được cái công việc chúng ta được tốt đẹp. Nhưng mà như chúng ta tụng kinh, chúng ta có trì như vậy, nhưng mà chúng ta có cảm ứng đến tất cả hương linh để đến nghe không? Đến, nhưng mà họ đến họ nghe nhưng họ không hại ta được. Hiểu cái ý này không? Cho nên mình trì tụng để họ có đến bên mình, họ cũng không thể làm hại hay là khó khăn đến ta. Vậy thì trong cái buổi lễ đó, công an họ đứng bốn góc, họ giám sát, họ kiểm tra. Thì những người đó có mặt ở đó nhưng mà nó không dám chôm chĩa. Dễ hiểu hay khó hiểu? Dễ hiểu. Rồi. Và rồi thì với khuôn mặt người sáng, giảng giải dùng những thí dụ, lý luận, trích dẫn kinh điển và những phụ thuộc khác để xác minh ý nghĩa. Giờ là cái cách ứng xử, là chúng ta phải biết rằng là chúng ta làm như cái thân thể mình nó khỏe, nó sạch sẽ, là chỗ ngồi sạch sẽ, mọi thứ được trang nghiêm sạch sẽ, thì bắt đầu mình trì cái mật chú để tịnh hóa cái nơi của mình. Nghĩa là ở ngoài tịnh rồi, bây giờ tịnh hóa luôn cả thế giới của phần âm. Sau đó chúng ta bắt đầu tươi tỉnh, sảng khoái, khỏe khoắn. Rồi bắt đầu lúc đó chúng ta giảng giải, dùng những thí dụ, những lý luận, những trích dẫn kinh điển và những cái phụ thuộc khác để xác minh ý nghĩa mà chúng ta muốn truyền đạt cho người khác hiểu. Tới đây để chúng nắm chưa?
Kinh Pháp Hoa có đề cập: thiện tri thức luôn cho không vị kỹ lời dạy diệu, lời dạy diệu mềm với nhiều ý nghĩa. Có một cái người khác dịch cho mình nghe nó kỳ kỳ phải không? Cái loại văn đó nó khác. Thiện tri thức luôn cho không vị kỹ lời dạy diệu mềm với nhiều ý nghĩa, biến nhát kia hoàn toàn loại bỏ một bên, nên sẽ chẳng chán lời giảng lặp lại. Có nghĩa là lời giảng được lặp đi lặp lại thì sẽ không có chán. Thiện tri thức bỏ rời mọi ác cảm và luôn vung tưới thương yêu cho những người xung quanh, ngày đêm nuôi dưỡng giáo pháp vô thượng. Dùng triệu triệu thí dụ, thiện tri thức mang niềm vui và hoan hỷ tới người nghe pháp, không một gợn nhỏ nào tham vọng thế gian, không nghĩ đến chất bổ dưỡng, thức ăn mềm cứng hay là nước uống, chẳng y phục giường chiếu hay y áo, hay là ngay cả thuốc men để trị bệnh. Người giảng pháp không đòi gì từ người đến nghe, mà chỉ luôn tâm niệm xin cho con và tất cả chúng sinh hữu tình đồng thành Phật đạo, và những gì con chia sẻ về giáo pháp để giúp đỡ mọi người là điều kiện thuận lợi cho niềm an lạc của riêng con. Vậy thì cái đoạn sau này với cái đoạn trước giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Nhưng mà cái cách giải thích nó có phần hơi khác nhau một chút. Đó, quý vị thấy không? Cái đoạn trước là về cái suy nghĩ của một người giảng pháp, và sau đó cách cư xử của người giảng pháp thì nó cũng trùng khớp với nhau. Nhưng mà trong cái cách cư xử thì nó còn thêm một cái là thân tịnh, hoàn cảnh tịnh, sạch sẽ rồi lại trì mật chú để trừ ma, để làm cho họ không hại, không làm cho mình rối ren, không đến phá hoại mình được. Rồi với cái gương mặt người sáng, chứ không phải gương mặt đùng đùng, với gương mặt tỏa sáng, nghe không? Giảng giải dùng những thí dụ lý luận, trích dẫn kinh điển và những phụ thuộc khác để xác minh những ý nghĩa mà mình muốn truyền trao. Rồi trong kinh Pháp Hoa đề cập á, đề cập cũng giống như là mình loại bỏ 6 cái thứ cần phải bỏ đi, đúng không? Trong kinh Pháp Hoa nói nè: thiện tri thức luôn cho không vị kỹ lời dạy dịu mềm với nhiều ý nghĩa. Có nghĩa là này đã bỏ đi được cái bỏng sẻn ích kỷ rồi, phải không? Bỏng sẻn giảng pháp, biến nhát kia hoàn toàn loại bỏ một bên, là bỏ cái biến nhát này nè, phải không? Nên sẽ chẳng chán lời giảng lặp lại. Vậy là có chán nản không? Bỏ chán nản rồi. Nên sẽ chẳng chán nản lời giảng lặp lại. Thiện tri thức bỏ rời mọi ác cảm, bỏ luôn những ác cảm, có nghĩa là khen mình chê người, và luôn vung tưới thương yêu cho những người xung quanh, ngày đêm nuôi dưỡng giáo pháp vô thượng. Dùng triệu triệu thí dụ, thiện tri thức mang niềm vui hoan hỷ tới người nghe pháp, không một gợn nhỏ nào tham vọng thế gian. Có nghĩa là ngay chỗ này ý muốn nói là người này là không có muốn hơn người khác, đem cái tâm yêu thương và muốn mọi người cùng hoan hỷ tu học, không nghĩ đến cái chất bổ dưỡng, thức ăn mềm cứng hay nước uống. Nghĩa là không nghĩ đến thức ăn và quần áo, chẳng y phục giường chiếu hay y áo. Đó, thêm một cái câu nữa: hay là ngay cả thuốc men để trị bệnh. Người giảng pháp không có đòi gì từ người đến nghe, mà chỉ luôn tâm niệm xin cho con và tất cả chúng sinh hữu tình đồng thành Phật đạo. Ý này nó giống nhau, thấy không? Và những gì con chia sẻ về giáo pháp để giúp đỡ cho mọi người là điều kiện thuận lợi cho niềm an lạc của riêng con. Những gì con chia sẻ về giáo pháp để giúp đỡ cho mọi người là điều kiện thuận lợi. Thì hồi nãy nó là điều kiện ưu tiên nhất, phải không?
Ở đây là điều kiện thuận lợi cho niềm an lạc của riêng con. Có nghĩa là vì mình muốn đem giáo pháp đến cho mọi người thì cái đó là niềm an lạc tuyệt vời của mình. Rồi, ai nhắc lại về cách ứng xử một chút. Hồi nãy là phần 1 của phần đầu của ba nhỏ là giảng pháp với suy tưởng, và giờ phần 2 giảng pháp với cách ứng xử. Rồi, mời cô Hỷ. Không có niệm Phật cầu gia bị. Rồi, như vậy thì đưa cô Tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ Chí Tôn Thiện Tinh. Con xin được thảo luận về cái cách ứng xử giảng pháp, là mình phải thân thể trong sạch sẽ, phải được nơi cái nên chỗ giảng pháp là tòa, chỗ giảng pháp là tòa cao. Tắm rửa sạch sẽ nè, mặc đồ sạch sẽ nè. Ngồi cái tòa sạch sẽ nè. Rồi cái chỗ chỗ ngồi cũng được sạch đẹp. Rồi, kèm theo đó là được trì chú. Rồi, trì chú. Dạ, trì chú. Trì chú gì? Trì chú để được bảo hộ cho nơi cho mình được giải pháp. Trì tụng mật chú để trừ ma quỷ. Trì tụng mật chú để trừ ma quỷ. Gọi là tịnh pháp giới, tịnh tam nghiệp, tịnh khẩu nghiệp gì đó. Rồi ha. Rồi. Thì các loài quỷ và các loài thần của quỷ thế nào? Là họ không dám đến cái chỗ. Cách đó 100 dặm. Quý nhiễu, họ sẽ không đến được. Mà nếu họ có đến được thì họ không gây khó khăn quý nhiễu cho cái người giảng pháp. Cho nên hãy trì tụng mật chú đó. Anh hôm nay ta gọi là hãy trì tụng mật chú đó. Rồi tiếp cái gì nữa? Dạ, kèm theo mình nói theo giáo pháp và ví dụ những lời trong kinh Phật dạy. Rồi. Với một cái phong thái. Người ta muốn nói tới một cái phong thái là cái người giảng đó là phải có một cái y như là một cái động lực, một cái gì đó mình đang truyền lửa cho người khác. Chứ không phải là mình giảng với một cái phong thái là giống gà mắc tôi. Hay là gà thu độ. Giống cái mặt của mọi người á, là được an lạc và mình cũng được an lạc. Rồi đó, vậy được rồi đó. Rồi, thấy chú độ. Coi nó có phong độ không? Rồi nhắc lại coi cái ý đó làm sao. Thì đó, con nhắc lại cái phần sau thôi, về phần ứng xử thôi. Làm cho bản thân mình thanh tịnh, toàn cụ thanh tịnh, là đàn tràng thanh tịnh, và giảng pháp ở nơi cao đẹp, và xung quanh cái đàn tràng của chúng ta cũng được thanh tịnh. Sau đó là chúng ta sẽ trì mật chú để cho tất cả những cái ma quỷ, quỷ thần của loài quỷ không đến được trong vòng bán kính là 100 km. Ở trong đây người ta 100 lý, sư phụ chuyển qua là 100 dặm, nó qua 100 km. 100 dặm á, là nó là 180 km được không? Dạ, 100 dặm. Một dặm á, ta gọi là một mai á, là một cây số 8. Cho nên là 100, từ 160 cho đến 180 km. Dạ, trong vòng máy kính 100 dặm, vị thần không đến lại được.
dầu bạn có đến hay được cũng có đến được cũng không thể nào quấy nhiễu được đạo tràng. Và thứ hai nữa là khi chúng ta niệm pháp, chúng ta không bắt được để tâm niệm của mình khởi lên là muốn ăn uống hay là muốn xin thuốc thang bất cứ cái điều gì từ những người nghe pháp, mà chỉ nghĩ đến việc làm sao để cho ta và tất cả những người nghe pháp đều hiểu được pháp và ngộ được Phật tánh của mình. Rồi, chú Đắc Thịnh coi có gì mới hơn không? Này không mới là cái chỗ nào cũng thanh tịnh đó. Sao con? Không không, cái vụ y chang là không có giống đâu. Căn tánh khác nhau, hiểu biết khác nhau, đâu có copy là được. Có một cái khác mới được. Rồi nói đi, nếu y chang thì cứ copy lại, nhưng mà gấp cái cuốn sổ lại. Không. Thì con cứ nói, khen nói cái kiểu của con. Mình tắm đường sạch sẽ, quần áo sạch sẽ, nhìn trang rồi mình tọa cụ là phải sạch sẽ, cái bụng dạng của mình cũng được sạch sẽ. Ta sạch và đẹp. Sạch và đẹp. Cái thân con thì sạch sẽ nhưng mà cái chỗ ngồi phải sạch và đẹp. Chứ con cứ chỗ nào con cũng sạch sẽ hết là đâu có được. Mình lấy trì chú để trừ ma quỷ. Trì tụng mật chú. Trì tụng mật chú để trừ ma quỷ quỷ thần. Khi mà mình trì tụng mật chú đó, chắc một trăm lần cái người quỷ nó sẽ không đến với nhiều cái được. Và cho dù cho họ có đến được, họ cũng không có thể là mà quấy nhiễu đạo tràng và quấy nhiễu cái người đang giảng pháp. Cái đó là mình sẽ mang từ bỏ đi sáu cái điều mà tâm niệm, sáu điều mình bỏ đi. Một là mình phải bỏ đi lòng ích kỷ, muốn được hơn người. Hai là mình phải bỏ đi cái sự lười biếng và chán nản khi mình nói pháp. Ba là mình phải từ bỏ đi cái sự chán nản mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người nghe hiểu được cái giáo pháp của Như Lai. Thứ tư là mình không tự ca tụng mình và chơi người. Thứ năm là mình bỏ đi sự hà tiện về giảng pháp. Thứ sáu là mình bỏ đi sự chú trọng đến ăn uống và những cái thực phẩm vật chất khi mình đến đâu chàng. Lúc đó là mình sẽ mình có một cái sức mặt sáng ngời để mình nói pháp cho người nghe. Tại vì mình là người nghe đạt đến mục đích là mình với người nghe là mình có Phật tánh thì mình đi đến giải thoát. Ai gì là Phật. Đoạn kết luận hơi yếu. Ta phải nói rằng là lúc đó luôn giữ một cái tâm niệm rằng xin cho con và tất cả chúng sinh hữu tình đồng thành Phật Đạo. Cho nên là cái ưu tiên một đó, cái giá trị an lạc của con đó, nó ở cái chỗ là con luôn mong được chia sẻ những giáo pháp để giúp cho mọi người sống trong cái sự an vui hạnh tỉnh thức. Thì đó là điều kiện an lạc cho riêng con. Nên là con sẽ đam mê cái việc đi giảng dạy giáo pháp là bởi vì cái đó là giá trị an lạc của con, là vì con đang mang cái chất liệu nó lưu sức từ trong những cái phẩm chất cao quý, những giá trị an lạc mà Đức Phật đã dạy cho. Đó, cho nên là chúng ta luôn luôn nghĩ đến Phật và chánh pháp được trường tồn. Nhưng mà cái chánh pháp đó là cái gì? Nếu con không có gì an lạc hết thì con tu cũng không lâu nữa. Hay là ở trong con không có chất liệu tốt thì con lấy gì để làm động lực con tu? Mà con có bồ đề tâm thì mỗi ngày cái bồ đề tâm con tăng trưởng thì lúc đó con mới có chất liệu con tu. Còn trong tâm con nó đâu có cái giá trị an lạc đâu mà mỗi ngày nó mất tiêu à. Đến một lúc nào đó mình không biết mình đi tu là chi vậy? Tại sao mình phải đi tu? Tại sao mình có mặt ở đây? Là bởi vì trong tâm của mình nó đâu có hạt giống bồ đề. Mỗi ngày mình đâu có tưới tẩm hạt giống bồ đề. Mỗi ngày mình phải nghĩ là như nè, tôi sẽ giúp cho người này, tôi phải làm cái chuyện này vì Phật pháp mà tôi làm.
Mới là giờ tôi phải xây dựng cái chùa này. Tôi xây dựng, tôi lo, tôi xây dựng là bởi vì tôi xây dựng cái chùa là để cho mọi người về đó tu tập. Đây là một đạo tràng. Như vậy thì hằng ngày mình phải có cái việc vì chánh pháp mà mình xả thân, mình hy sinh, thì mình mới nâng cao cái việc tu tập của mình lên. Còn đằng này mình đi không biết làm gì hết. Sáng công phu, chiều công phu, tối tịnh độ. Mình phải giỏi cái này, mình giỏi cái kia, để mình giúp đỡ người này, mình giúp người kia. Và đụng chuyện mình không làm được chuyện gì hết. Thì cho nên là cái bồ đề tâm của mình mỗi ngày mình phải tưới tẩm là như vậy. Vậy bây giờ mình mỗi ngày mà trôi qua, mình chẳng có cái gì lợi lạc cho ai. Vậy là mình tu bằng cách ích kỷ của chính mình. Mình đâu có bỏ cái ích kỷ đó. Mình cho rằng mình hơn người khác, cho nên ai hỏi mình cái gì đó là mình sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người ta. Bởi vì cái tâm sân hận mình nó luôn hiện hữu ở đó. Nó không bao giờ nữa, nó dịu xuống để nó là cảm nhận được là nó đang mang đến tình thương yêu và giúp đỡ mọi người. Nó luôn luôn bảo thủ cho nó là nó đúng. Cho nên đừng ai đụng tới nó. Như vậy thì làm sao có tình tăng thân? Đó là cách ứng xử của mình. Tụi con phải nhìn thấy được tại sao ở đây người ta phân biệt ra là đây là cách ứng xử. Mà nếu con không phải là người giảng pháp thì con không cảm được cái cách ứng xử này. Thì bản thân con không có được sự gia trì của Tam Bảo, của Phật, Pháp và Tăng. Cho nên con không có trì cái mật chú. Và cái mật chú đó có cảm nhận được rằng là con và chư Phật đang tương thông với nhau. Cho nên chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Con niệm một cái thần chú để con nghĩ rằng con đang cầu chư vị Bồ Tát, chư vị giác thể. Ở đây mình gọi là giác thể, có nghĩa là mình đang mở cả cái giác thể của mình ra. Mà giác thể tốt thì mình được mà tương ưng. Còn mình không có cảm làm sao có ứng được. Tâm mình không có tốt thì mình cảm được các cái vị Bồ Tát gia hộ cho mình không? Không. Cho nên mình phải hiểu là đó là cách ứng xử của mình. Để làm sao mà mình với mọi người xung quanh. Chứ con lặp lại được, con lặp lại cái phần mà phần một á, là tâm niệm của một người ngồi giảng. Nhưng mà con không nói được cái cách ứng xử. Cách ứng xử là trong Kinh Pháp Hoa dạy là người thiện tri thức luôn luôn cho, không vị kỹ cái lời dạy, uyển chuyển lời dạy, lời dùng phương tiện với nhiều nhiều nghĩa lý của mình. Cái câu này người ta dịch nó không hay lắm, nhưng mà một vị thiện tri thức luôn mang cái tri thức của mình đến cho mọi người bằng tất cả mọi cái lời nói để mang đến nhiều ý nghĩa thù thắng đến cho người ta. Không hiểu ý gì đó thì lúc đó là con không có phải là ích kỷ muốn hơn mình muốn hơn người khác. Cái từ đó nó không còn là cái cách mà con lặp lại bằng cái suy nghĩ của con hồi nãy nên bỏ đi cái kia. Nhưng mà giờ cái cách ứng xử là con luôn cho đi để con biết rằng là con mang đến cho họ nhiều giá trị tuyệt vời. Và mình sống rất là tốt với mọi người xung quanh, đúng không? Chứ không phải ngày nào mình cũng có nhiều đó. Cho nên là cái biến nhát kia hoàn toàn loại bỏ một bên. Lúc này là còn biến nhát nữa không? À, biến nhát kia hoàn toàn loại bỏ một bên là bởi vì vị thiện tri thức luôn mang đến cho mọi người, hy sinh cho mọi người, làm sao để có một cái gì đó cho mọi người. Cho nên bây giờ người Phật tử thôi đó, mà người ta tốt lắm luôn. Người ta phải đi xin củ cải về người ta làm người ta làm cho thật là ngon, chế biến thật ngon để đi cúng dường và tặng mọi người. Có vẻ là trong tâm của người đó đang là Bồ Tát không? Người ta đi xin củ cải, người ta đi xin dưa leo, người ta đi xin những cái thứ này thứ kia, rồi bắt đầu người ta chế biến ra và bắt đầu người ta đi cúng dường và người ta đi tặng cho. Thì cái đó là họ là vị thiện tri thức của chúng ta này. Luôn luôn muốn mang cho người khác. Thì bây giờ mình là một người xuất gia, mà người xuất gia là mang sứ mệnh là hoằng pháp vi gia dụ. Hoằng pháp là nhiệm vụ của người xuất gia. Cho nên chúng ta luôn mang, trong tâm của ta là một thiện tri thức, luôn mang đến cho mọi người, không vị kỹ lời dạy dịu mềm với nhiều ý nghĩa. Nghĩa là dạy một cách khéo léo để giúp cho người ta làm sao mà người ta bỏ đi cái bệnh trời thần đất xét của họ. Có nhiều người có cái bệnh trời âu lắm. Một là cái bệnh đổ thừa hoàn cảnh. Bây giờ mình làm sao để mà dứt được cái bệnh đổ thừa hoàn cảnh. Hai là cái bệnh đau bụng, nhức đầu, sổ mũi, nóng lạnh, quay qua quay lại là bệnh.
nó đủ thứ bệnh, bệnh không thể bắt mạch được, đó là bệnh nhức đầu và đau bụng. Như vậy thì ở đây là biếng nhác kia hoàn toàn loại bỏ một bên. Nghĩa là mình lo mình làm những cái việc, mình lo mình học kinh, mình sợ rằng mình sẽ thua kém bạn bè, mình sợ rằng là mình không có làm cho chánh pháp được trường tồn, mình không giúp đỡ được ai. Cho nên tỳ ni nhật dụng thiết yếu là bắt đầu tỳ ni sa di oai nghi cảnh sách rồi kinh rồi luật, mình đua nhau mình học để chi vậy, học và chia sẻ với mọi người. Vậy thì còn thời gian không? Còn thời gian để làm biếng không? Không, nó sẽ tinh tấn liền. Nên sẽ chẳng chán những lời giảng lặp lại. Không có chán nữa. Bởi vì sao phải mình phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại? Vì chính mình còn phải học tới học lui, lặp đi lặp lại mà, đúng không? Thì mình còn chán cái lời người ta giảng cho mình nghe lặp đi lặp lại không? Không. Bây giờ mình bỏ riết rồi, mai mốt mình tụng Lăng Nghiêm lại còn thuộc không? Không, mình phải lặp đi lặp lại. Thì cái việc mà mình chia sẻ với mọi người và mình lắng nghe mọi người, cái việc lặp đi lặp lại là không còn chán nữa. Vị thiện tri thức rời bỏ mọi ác cảm, rời bỏ mọi ác cảm và luôn vung tưới yêu thương cho những người xung quanh, ngày đêm nuôi dưỡng cái giáo pháp vô thượng. Như là vậy là ngày đêm mình nuôi dưỡng cái giáo pháp vô thượng, có nghĩa là cái tâm mình tốt hay xấu. Mình nghĩ cái giáo pháp vô thượng là dễ đạt được hay khó đạt được? Muốn hành được một vị Bồ Tát, muốn thành được một cái vị gọi là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn thôi, dễ hay khó? Nó khó. Như vậy thì mình nuôi dưỡng trong tâm mình và mình mang tình yêu thương và hiểu biết cho mọi người, vậy thì cái đó nó mới biến thành phước và công đức cho mình chứ. Chứ bây giờ mình không có làm gì, mình lợi lạc cho mình và cho mọi người thì mình muốn mang yêu thương để tưới tẩm cho mọi người xung quanh thì có được không? Ngu quắc chết mà tưới cái gì? Lại gần nó thì cái nước là thúi quắc chứ tưới cái gì? Làm sao tưới tẩm hạt giống bồ đề cho người ta, mình có cái gì bên trong đâu? Nghe là mở miệng ra là nghe vô duyên. Vậy thì làm sao mà tưới tẩm cho ai được? Tưới tẩm sự vô duyên cho mọi người thì có. Làm sao mà mình giúp đỡ mọi người? Mỗi lần người ta gặp mình là người ta có một cái mới. Mỗi lần mà người ta gần gũi mình, người ta thấy tuyệt vời. Đây là một cái bậc mà không thể nghĩ bạn. Vì đây là bậc ham học, ham thực hành, mang đến yêu thương cho mọi người. Bữa nay mình gặp cô Bi, mình sẽ nói cái gì? Ngày mai mình gặp cô, mình sẽ nói thêm cái gì nữa? Để cho cô Bi cũng nói: "Trời, chú Độ, very good. Chưa từng thấy một cái người nào mà cứ lặp đi lặp lại con chuyện đó." Thấy không? Hôm qua cũng thấy nó vậy, bữa nay cũng thấy nó vậy. Thì ta chán ngán hay là ta hoan hỷ? Ta chán muốn chết luôn. Hôm qua cũng thấy ông thấy gốm, bữa nay cũng thấy thấy ghê. Vậy thì làm sao mà tưới tẩm sự yêu thương đến mọi người? Thầy có hiểu không thầy Độ? À, em chỉ mong thầy hiểu thôi. Cuộc đời của em chỉ mong giảng cho mình thầy hiểu là ngủ ngon rồi. Thấy không? À, có nghĩa là vị thiện tri thức rời bỏ mọi ác cảm và luôn vung tưới thương yêu cho những người xung quanh, ngày đêm nuôi dưỡng cái giáo pháp vô thượng. Ngày đêm nuôi dưỡng giáo pháp vô thượng có nghĩa là đêm ngày cứ trì tụng nhớ đến pháp thôi à. Nuôi dưỡng giáo pháp vô thượng mà. Làm sao để con thành thánh? Làm sao để con thành Bồ Tát? Làm sao để con thành Phật? Mình nuôi dưỡng cái tâm mình vậy. Phật thì chứa hết mọi người, còn mình thì đứa nào có thấy ghét, ưa được, không ưa được. À, bắt đầu nói tại cái tính tôi nó khó. Ủa, cái tính nhiều chuyện chứ khó gì. Nếu mình thương yêu mọi người thì mình có ưa hết được không? Ừ, được. Dùng triệu triệu thí dụ. Mà mình muốn có một triệu triệu thí dụ thì mình phải làm sao? Ồ, học nhiều lắm mới có cái để mình thí dụ, chứ còn mình có cái nào đâu mà thí dụ. Nó chỉ đi dụ thôi chứ đâu có đi thí. Cho nên thành thử ra là nó không có thí dụ. Chỉ có dụ thôi, không có thí. Mà thí dụ thì có nghĩa là đi thí nhiều đi, cho nên sẽ có dụ. Thiện tri thức mang niềm vui và hoan hỷ tới người nghe pháp. Mang niềm vui và hoan hỷ tới cái người nghe pháp. Không một gợn nhỏ nào tham vọng thế gian. Như vậy thì mình có vì tham vọng mà mình đến đó không? Không.
mình mang cái niềm vui và sự hoan hỷ tới người nghe. Nghĩa là ông thầy thuốc này tuyệt vời, mang cái thuốc đến là hết bệnh. Hết bệnh ta mới vui. Còn mình đến mình trị bệnh mà người ta hết hay không không biết, nói trời bệnh này dễ ợt, tu trị một phát và hết liền, thì cái người kia nghe hoan hỷ liền. Còn mình trị không hết thì phước chủ mới thấy. Cái việc mà mình là mình muốn trị cho người ta hết, nhưng mà còn cái việc mà hết hay không là còn phước chủ mai thầy nữa, chứ đâu phải là người nào cũng hết đâu. Nhưng mà tới là bao luôn. Cái này là đơn giản, cái này là đối với tôi là đúng thầy đúng thuốc rồi đó. Nhưng mà về uống thấy không có đúng, uống quạt cái nó là không biết tại sao kia, nó chắc là mặt ưa đó. Loại này là nó chưa có mặt ưa. Ừ. Hạp á, không hạp có nghĩa là con, nó là con hạp với cái này, cái con học cái nó vô, cho nên là cái ông kia ông bị kỳ cái rơ, cho nên ông học cái đó học hoài không có vô. Chứ không phải là ông không muốn, ông muốn, ông thấy còn người ta ông mê muốn chết luôn. Có nghĩa là ông muốn không có hết, là ông học không có vô. Chứ ta biết mà, giả sử như ta học cái đó đó, ta học vi tính đó, là ta giỏi và ta làm được tất cả mọi thứ. Còn ổng vô người ta đánh 10 ngón, ổng vô ổng cứ chọt gì nè. Cái lát nó thôi nghỉ, này không có mặt ưa. Nghĩa là nó không ưa. Không ưa cho nên nó mặc kệ. Mặc ưa có nghĩa là thích hợp. Người ta dùng cái chữ mặc ưa, ngày xưa người ta dùng vậy đó. Nó nghĩa là con uống cái này, cái thuốc này nè, con vô uống cái nó hết bệnh, còn người khác uống nó không hết. Người ta mới dùng cái từ đó. Đúng rồi, nó ghét là không hết. Con nói vậy cho nó dễ hiểu, nhìn cái mặt mày là biết mặt ghét rồi. Nghĩa là không nghĩ đến chất bổ dưỡng. Đó, bây giờ mình nói tới cái chuyện là không nghĩ đến chất bổ dưỡng, thức ăn mềm, cứng hay là nước uống, chẳng y phục, giường chiếu hay y áo, hay là ngay cả thuốc men để trị bệnh, thì người giảng pháp không đòi hỏi cái gì từ cái người đến nghe. Như vậy thì cái người mà đi giảng là cái mang cái tâm tốt đó, người ta cúng dường gì ta tốt, người ta cúng không có đòi. Mình đi tụng kinh cũng vậy, đừng có ra giá. Ta cúng gì ta cúng, này tụng kinh mà ra giá, giá thấp quá không tụng. Như vậy thì cái tâm đó mình có đem đến người ta an lạc không? Ừ, mình đem đến cho người ta một cái niềm vui, cho nên mình đến đâu nó cũng vui hết á. Mà chỉ luôn tâm niệm xin cho con và tất cả chúng sinh hữu tình đồng thành Phật đạo. Nghĩa là làm sao mà con muốn con và mọi người tu hành để đến cái chỗ thành Phật đạo. Những gì con chia sẻ về giáo pháp để giúp đỡ cho mọi người là điều kiện thuận lợi cho cái niềm an lạc của riêng con. Có nghĩa là mình vui lắm, mình đi giúp đỡ người ta được mình vui. Cho nên có nhiều người á là kêu cái gì người ta cũng làm á, mà ta vui lắm kìa. Chứ không phải là nhờ vô bếp rinh giùm tôi cái này tôi bận rồi. Ủa con làm miếng tôi gớm luôn. Đến với cái người đó là mình thấy phiền não rồi. Là bởi vì sao? Do làm biếng mà sanh ra. Đó, còn mình đem cái niềm vui đến cho mọi người thì không biết cái giáo pháp đó là cái gì, mà ai kêu mình cũng niềm nở vui vẻ giúp đỡ, vậy là vui chưa? Vui rồi, có gì thôi, vậy tới đây nghỉ. Ủa nay học hay quá, mắc mớ học nhiều nữa chi. Ngày nào cũng học mà học như đó thôi. Mà quý vị thấy có hay không? Hay không? Hay thôi, hồi hướng. Rồi, đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.